Nếu mà các bác đang tìm một cái bản xe vừa có thể chạy như một bản xe touring mà vừa có thể chạy như một bản xe địa hình thì ngày hôm nay các bác hãy đến với Xe Đạp An Tâm nha. Em sẽ giới thiệu cho các bác một cái bản xe vô cùng đặc biệt như vậy. Và cái bản xe đó em vừa nhắc tới vẫn đang ở trên màn hình cho các bác có thể chiêm ngưỡng đây. Vì dòng xe này thì sẽ đến từ thương hiệu Lai nha các bác, và tên đầy đủ của nó thì sẽ là Life HBRXMax. Một bản xe vô cùng đặc biệt luôn và đang được các bác ủng hộ bên nhà em rất là nhiều. Với cái màu cũng như là về cái dáng của xe và cái độ tiện dụng của xe sẽ rất là cao luôn đấy ạ. Các bác mua cái bản xe này nha, vừa có thể đi như là một bản xe đạp địa hình, vừa có thể đi như một bản xe touring, vừa có xe đi tập thể dục này, vừa có xe chở đồ chở cháu đi học thoải mái luôn giúp em. Bây giờ không để các bác phải chờ đợi lâu nữa thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cấu hình cũng như là sẽ báo giá cụ thể luôn để các bác có thể là tham khảo nha. Thì Light HBRXMax thì đầu tiên khung sườn của xe thì đã được chuyển sang sử dụng là khung sườn nhôm không múi hàn rồi đấy ạ. Đó, nước sơn của xe thì sẽ được sơn cho các bác 3 lớp sơn tĩnh điện này, và nó sẽ được sơn theo kiểu sơn nhám nha. Nhìn xe sẽ rất là khỏe và cực kỳ đẹp luôn các bác ơi. Phối hợp với nó thì sẽ là tem sơn màu đen này, xanh thì sẽ đi theo tem sơn màu đen nhá. Đó, dây sẽ được thiết kế đi âm sườn rất là gọn gàng luôn rồi. Các bác nhìn thấy về dáng của xe này, dáng của xe rất là cao và rất là thon. Vì vậy các bác có chiều cao các bác đi bản này thì sẽ rất là cân đối với xe này, cũng như là nhìn dáng xe nó sẽ rất là khỏe luôn. Vô tăng và ghi đông của xe thì cũng sẽ được làm bằng nhôm cao cấp chính hãng của hãng Lai luôn các bác ơi. Đó, ghi đông của xe cũng rất là rộng này, để khi các bác đi xe thì sẽ rất là thoáng. Bộ đề của xe thì sẽ mang bộ ấn xả nha các bác. Cái bộ đề ấn xả này thì sẽ là một cái bộ đề dễ dàng sử dụng nhất trong tất cả các bộ đề luôn. Nếu bác nào mới chuyển qua chơi bộ môn xe đạp thể thao, chưa sử dụng qua bộ nào thì sử dụng cái bộ ấn xả này vẫn đảm bảo cái độ nhẹ nhàng nha các bác, cũng như là sẽ rất là dễ nhớ và rất là dễ dàng sử dụng luôn. Ở bên tay phải đây thì sẽ gắn cho các bác là bộ điều chỉnh của 8 tầng lip ở phía đằng sau này. Bên tay trái thì sẽ là bộ điều chỉnh của 3 tầng đĩa ở phía đằng trước. Đó, rất là dễ dàng sử dụng luôn các bác ơi. Và tay phanh của xe thì sẽ được làm bằng nhôm và thiết kế ở ngay gần phần tay đề như này, để khi các bác đi xe thì sẽ thao tác cũng như là xử lý tình huống rất là nhanh này. Phần ghi đông thì đã có một phần nhựa mềm như thế này rồi, để khi các bác đi xe thì sẽ êm này, cũng như là không bị trơn tay, và cái độ bè ra của ghi đông cũng sẽ rất là tốt để nâng đỡ tay, để các bác đi xe lâu thì sẽ không bị mỏi nha. Đó. Theo xe thì trước và sau thì đều có phản quang rất là to như thế này, để khi các bác đi xe thì sẽ an toàn hơn, đi trời tối sẽ an toàn hơn nha các bác. Và đặc biệt cái bản Lai HBRXMax này thì cuộc đằng trước của nó thì sẽ sử dụng là cuộc hơi nha các bác, thường cuộc hơi và có khóa hành trình này. Vì sao em lại nói nó như vừa là một bản xe touring vừa là một bản xe địa hình đúng không ạ? Nếu mà các bác đi ở những cung đường nó đã êm ái rồi, không cần phải sử dụng đến cuộc hành trình nữa, các bác muốn đi như một bản xe touring đúng không ạ? Các bác đóng khóa hành trình này vào giúp em. Nếu mà các bác đi đến những cái cung đường nào mà nó đã gập ghềnh, nó sấp rồi, các bác muốn đi êm ái, nhẹ nhàng như là một bản xe địa hình thì các bác mở khóa hành trình này ra giúp em. Đó, vừa như là một bản xe touring vừa như là một bản xe địa hình nha các bác, và có khóa hành trình luôn đấy ạ, vô cùng xịn sò luôn. Trang bị sẵn cho các bác là có đôi chắn bùn rất là to trước và sau bằng nhựa PVC. Các bác đi trời mưa thì không bao giờ lo vấn đề bị bắn này, và được cố định rất là chắc đây các bác ơi. Đấy, được cố định rất là chắc chắn vào xe luôn. Bánh trước của xe cũng sẽ có trục tháo nhanh để các bác tự tháo lắp xe tại nhà sẽ rất là dễ này, căn chỉnh xe, bảo dưỡng xe cũng rất là ok luôn. Đùm trước và sau của xe thì đều sử dụng là đùm nhôm chính hãng của hãng Lai nha các bác. Độ trớn của xe sẽ rất là cao luôn đấy ạ. Và phanh của xe thì sẽ mang bản phanh đĩa dầu chính hãng đến từ nhà Shimano. Phanh này thì sẽ rất là ăn cũng như là cực kỳ nhẹ nhàng luôn nha các bác. Đây em thử phanh luôn cho các bác nha. Phanh cực kỳ chính xác luôn, thế nên các bác xử lý tình huống quá ok luôn. Vành nhôm 2 lớp chính hãng của hãng Lai này, và lốp của con này thì sẽ mang thông số là 700x38C đấy ạ. 700x38C. Đây các bác có thể nhìn về đường vân lốp này. Các bác đi sẽ rất là bám đường nha. Bề ngang của lốp rất là rộng để các bác đi sẽ êm ái hơn. Chuyển hướng phía đằng sau của xe thì em sẽ giới thiệu cho các bác về bộ chuyển động nhé. Bộ chuyển động của Light HBRXMax thì sẽ được trang bị cho các bác bao gồm là 3 đĩa trước này, 8 tầng lip thả phía đằng sau. Bi trước, giữa và sau của xe thì đều sử dụng là bi bạc đạn rồi. Xử lý tình huống khi các bác đi trên đường thì nó sẽ rất là trớn này, cũng như là vào ôm cua cũng sẽ rất là mượt luôn. Đùi đĩa nhôm chính hãng Pro Wheel. Con này có thêm chắn đĩa bằng nhựa ở phía bên ngoài cho các bác, để khi các bác đi thì nó sẽ thẩm mỹ hơn, an toàn hơn rất là nhiều nhá. Chuyển đĩa chuyển líp của xe thì sẽ đến từ nhà Shimano Tourney. Và bản xe em đang giới thiệu cho các bác đây thì sẽ mang size M nha các bác. Size của xe thì sẽ được dập ở trên phần khung sườn như thế này. Đó, rất là ok luôn đúng không ạ? Và một cái đặc biệt đang được các bác ưa chuộng nhất ở cái bản xe này đó chính là có thêm gác ba ga ở phía đằng sau. Gác ba ga của xe thì sẽ được làm bằng nhôm đúc nha các bác. Đó, tải trọng của xe lên tới 25kg cơ, thế nên là các bác có thể chở ở phía đằng sau này thoải mái luôn. Chở đồ, chở cháu đi học thoải mái, hoặc là các bác đi tập thể dục buổi sáng ấy. Như những thời tiết của miền Bắc hiện tại là cái lúc mưa lúc nắng thì các bác có thể mang theo một chiếc áo mưa để vào đây. Đó, chằng ở phía đằng sau đây rất là gọn và cũng rất là tiện luôn. Hoặc là đi picnic có một chút đồ mang đi theo thì cũng sẽ rất là ok đúng không ạ? Trước sau của xe thì bánh thì đều có phản quang bánh này. Đó, em quay thử cho các bác về độ trớn của xe nha. xe chạy rất là nhẹ và cực kỳ êm luôn. Ok, các bạn theo xe thì đã có bàn đạp này, có chân trống sẵn rồi, yên xe được, bóng bút ra rất là mềm. Nếu các bác nào mà di chuyển ở những cung đường nó dài thì cái bản Light HBRXMax này thì là một sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời nhá. Và bản Light HBRXMax này hiện tại bên em đang đưa tới các bác với mức giá là 7.500.000 đồng. Các bác mua xe bên em thì sẽ được miễn phí vận chuyển toàn quốc này, tặng kèm tất cả các phụ kiện theo xe. Bác nào có nhu cầu nhớ alo em để tư vấn và lên đơn nha.